Thế nào bây giờ chúng mày như nào, có muốn trả tiền đâu không? Đi từ ở khu công nghiệp Samsung lên đây, bây giờ không có tiền giả tao đi, đi lướt hết đường Hà Nội rồi. Thế bây giờ chúng mày muốn như nào đây? Cái gì bạn chúng mày không đón thì chúng mày phải phải kiếm cách chúng mày trả tiền tao chứ. Bây giờ chúng mày, bạn chúng mày không đón thì chúng mày, thì chúng mày bắt tao đi quanh Hà Nội à? Thôi anh cứ đợi tí, em gọi bạn. Đợi cái gì, tao đi lướt quanh đường Hà Nội rồi. Bây giờ chúng mày đợi chúng mày nửa tiếng đồng hồ rồi chúng mày không trả tiền tao thì chúng mày định như thế nào? Anh không định trả đâu, đâu. Không trả anh đâu. Còn em thế bây giờ đã đến nơi em yêu cầu anh đưa bọn em đến đâu? Đã đến đâu mà anh cứ đợi tiền? Đây này các bạn này, hai con này nó đi xe từ khu công nghiệp Samsung lên trên này. Bắt mình đi vòng quanh Hà Nội bây giờ bảo trả tiền, nó bảo không có tiền. Bảo bạn nó đến đón thì nó điện từ lúc nãy giờ thì không thấy bạn nó đâu. Mày điện lại lần nữa xem nào. Tao rồi. Quay từ nãy giờ chứ là tao không quay lấy đâu bằng chứng cho mày, chúng mày quyền lợi của tao. Anh nói chuyện, anh cứ con này con kia, bọn em là con của anh à? Tao không cần biết, nó tóm lại là việc tiền đâu, giả tiền tao anh đây. Anh cứ bình tĩnh đi sao? Em nhanh lên, chúng mày gọi điện đi, xoay tiền giả tao. Nó tóm lại anh nhanh lên. Alo? Hiếu à? Mày còn 100 trong tài khoản không? Đấy, đi từ đèo từ khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên đây. Bảo là bạn đón, cuối cùng là đi vòng quanh Hà Nội không thấy bạn đâu. Bây giờ nó thả bọn em biết là thả không? Bây giờ bọn em không có, bọn em tiền đâu, hai đứa cầm ví mà không có tiền à? Túi bọn em gì có, bọn em có tiền đâu. Bây giờ không có tiền thì bọn em tính như thế nào đây? Thì bây giờ hay là anh ơi, anh đưa bọn em đi đâu? Đưa bọn em đi đâu? Đưa bọn em đi đâu? Đưa đi đâu? Đi muốn đưa đi đâu đi theo đấy thì ý bọn em như nào đây? Anh cũng hiểu ý em mà. Đưa cả hai đứa đi á. Vâng. Tao không phải là ngựa phục vụ chúng mày nhé. Rồi tóm lại là tao cần tiền chứ tao không cần là đưa chúng mày đi đâu, chúng mày hiểu chưa? Tao không cần đưa chúng mày đi đâu. Tao cần tiền. Cũng muộn rồi mà anh, đêm thế này rồi anh. Thì đấy tao cần phải về nhà đây. Thì tao bảo chúng mày là giả tiền cho tao. Thì bây giờ nhá, bây giờ anh thích đưa bọn em đi đâu cũng được. Nếu mà anh cũng hiểu ý bọn em mà. Nếu mà anh ngại vào nhà nghỉ thì ngại vào nhà nghỉ thì làm sao? Ngại vào nhà nghỉ thì làm sao? Không, thì bây giờ anh chở em về chỗ phòng trọ của em đi, phòng trọ chúng mày bây giờ lại chở ngược chúng mày về Thái Nguyên á? Tao không điên, tao nói chúng mày nha, chúng mày không mang tiền đi đây trở về đấy, tao lại mất thêm tiền xăng, lại không có tiền nữa thì chúng mày lúc ấy toàn thịt chúng mày à? Về đấy em mượn những người phòng. Thế sao, tại sao bây giờ chúng mày không gọi điện chúng mày mượn chúng mày giả tao đi? Em vừa gọi đấy, anh không thấy rồi. Con kia sao mày không gọi điện để vay tiền giả tao đi, bắn tiền tài khoản cho tao đi. Thôi rồi, để em gọi thôi. Mà anh khó khăn thật ý, yêu ơi. Còn em con gái con đứa đây. Thôi tóm lại là chúng mày không có tiền, chúng mày xuống xe. Xuống nào, bọn em không xuống đâu. Bây giờ bắt bọn em xuống giữa đường này, đêm tối như này. Rồi tóm lại là chúng mày bây giờ muốn như thế nào, nhanh lên. Đấy bọn em đã nói rồi, bây giờ anh muốn đưa bọn em đi đâu thì đi. Anh cũng hiểu. Tao không đưa chúng mày đi đâu mà hai đứa chúng mày đưa đi, chúng mày ăn thịt tao sao? Tao không phải là ngựa mà phục vụ hai đứa chúng mày nhá. Anh nói thế nào? Sao anh bỏ bọn em ăn thịt anh? Tóm lại bây giờ chúng mày có tiền không? Thì bây giờ anh chở bọn em về chỗ phòng trọ bọn em. Tao không chở, ở đây chúng mày không có tiền thì trở về đấy. Chúng mày không có tiền thì tao thì chúng mày à? Mà chung trong cái đấy là đất của chúng mày nữa. Lên đấy chúng mày gọi người, chúng mày quay tao là sao? Thì em gọi những cái người xung quanh, phòng trọ xung quanh ấy. Anh có mấy trăm bạc taxi? Mấy trăm bạc cái gì? Từ đấy đến đây, đi vòng quanh Hà Nội với từ Thái Nguyên đây. Gần 1 triệu bạc của tao ở mấy trăm bạc á? Gần 1 triệu đấy thì bọn em đã bảo rồi đây mà. Hai đứa em mà sao anh thấy sợ thế nhở? Tao cần biết, tóm lại là chúng mày không có tiền thì chúng mày xuống xe à? Chúng mày có xuống không? Em không xuống đâu, bây giờ giữa đường đang mưa như thế, đêm tối nữa tự nhiên biết bác sĩ hả? Biết bác sĩ ở đâu? Tóm lại chúng mày xuống, chúng mày bắt cái gì? Chúng mày bắt chúng mày về, kệ xác chúng mày. Bây giờ tao nhá, tao nói mày xuống mày trả tiền cho tao. Mà trong người bọn em thì cũng không có tiền, bọn em biết bác sĩ gì? Tóm lại bây giờ chúng mày có trả tiền cho tao không? Có, bây tao giờ... Tao đèo chúng mày bao nhiêu thời gian? Bây giờ cơm nước chưa được ăn, muộn rồi tao phải về với vợ tao chứ. Anh chở bọn em về vòng về Thái Nguyên đi, xong rồi em tao không điên, nó tóm lại có tiền thì tao chở tiếp, không có tiền thì xuống xe. Bây giờ xuống xe em chả có tiền trả anh đâu. Bây giờ giữa đêm thế này anh bỏ bọn em xuống rồi em biết bác sĩ nào đâu. Chúng mày có xuống xe không? Đã thế tao đéo cần tiền nữa, chúng mày cút xuống xe. Có xuống không? Bọn em xuống xe bọn em biết đi đâu, bọn em tao nói cho mày không đi xuống, nó đóng cửa mẹ cửa lại, nó khóa lại chúng mày trong này đấy. Chúng mày chết ngạt được mới kêu nhá. Anh ạ, bây giờ đang mưa
mưa tao cần biết, tạnh mưa rồi. Tạnh mưa rồi. Tiền thì không có. Chúng mày không có tiền, chúng mày bắt tao chở từ Thái Nguyên, chúng mày hẹn xe tao chở từ Thái Nguyên xuống đây. Không có phải bọn em lừa anh đâu. Không lừa là gì? Chúng mày bảo bạn đón cho chúng mày, bạn ra đón cho mày chưa? Bây giờ bạn em nó không ra đón được chứ, có phải là bọn em lừa lọc gì anh đâu. Rồi tóm lại chúng mày xuống xe ngay, xuống. Em không mày điên này, mày chúng mày không xuống, xuống tắt mẹ xe này. Xuống. Xuống. Chúng mày xuống không? Xuống. Tao phải về với vợ tao. Cơm nước chưa được ăn đây. Tối thì rõ là khuya rồi. 10, 11 giờ rồi. Chúng mày có xuống không? Thương đi mà mày, tao thương chúng mày thì ai thương tao, ai trả tiền xăng dầu cho tao. Thì bọn em đã bảo là có phải không cả đâu. Bọn em để lại cái gì đấy xong rồi lúc đó chúng mày á, chúng không chúng mày đưa điện thoại đây, có tiền chúng mày xuống lấy. Nhưng mà bây giờ điện thoại bây giờ còn phải điện thoại bọn em có mỗi thì điện thoại. Thì không có lý do chúng mày không đưa điện thoại thì chúng mày có cái gì để chúng mày đưa cho tao. Mày có cần chứng minh thư không? Tao không cần chứng minh thư. Nói chưa, tao không cần chứng minh thư của chúng mày. Chúng mày xuống dưới này chắc đứa nào bốc xuống thế này thế. Xong chúng mày không được, chúng mày gạ gẫm vào nhà nghỉ thế. Hai đứa chúng mày chúng mày gái có công nghiệp đúng không? Gái không công nghiệp thì làm sao? Còn thì làm sao nữa? Không có tiền thì xuống xe. Chúng mày có xuống không? Chúng mày có xuống không? Tao hỏi chúng mày có xuống không? Đã thế nha, tao đã thế nha, tao cho chúng mày. Cho chúng mày ấy luôn. Chúng mày không xuống đúng không? Chúng mày không xuống đúng không? Tao tắt xe. Tao nhốt chúng mày đây. Chúng mày có xuống không? Hai đứa chúng mày có xuống không? Tao cho cơ hội lần cuối này, xuống. Anh đã đông đã đang khó khăn thật đấy. Cho chúng mày đi, chúng mày không có tiền thì chúng mày đi cái gì? Cố láo vô lều mất dậy. Mẹ đi không có tiền từ Samsung đây. Lênh quanh cả đất Hà Nội này. Hơn trăm cái số.